Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Hiện tại là 3 giờ chiều của ngày 23 tháng 10 năm 2020. Còn thì rất hân hạnh được đón bác Thoa ở Nỗ Lực Thụy Vân. Đúng là ở Thụy Vân Việt Trì về để ký duyệt bộ sập vụ chân 24 kích thước 1m8 2m2 và đục ngũ khúc cải nho đây. Còn chị này, hình ảnh chị thị đây là bác Thoa và bác ơi. Vâng, để anh ký tiếp vào những đầu chân tí. Đấy. Còn bác đang ký duyệt chiếc sập. Còn thì để giới thiệu chi tiết với quý vị là chiếc sập này là có kích thước là chân 24 nhé. Rồi chúng em đục là gọi ngũ khúc cài nho nhé. Rất là đẹp, ở giữa là có giữa là có đóa hoa và chú chim này, hình ảnh rất là sắc nét, là như chạm mà thủ công 100% là chạm thủ công bằng tay nhé, chất liệu là vụ vụ đã được chúng tôi lên là một nước lót rồi. Bác ký giờ sau là người sẽ hoàn thiện tiếp và sẽ thêm một cái tiêu bóng mờ nhé, rất là đẹp. Còn ai có nhu cầu sở hữu chiếc sập mà như trên hình ảnh là bác Kha và ký dệt này sẽ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em nằm tại xã Trú, quận Cẩm Phi, tỉnh Phú Thọ. Đây, toàn bộ hình ảnh xưởng sản xuất của chúng tôi. Hiện tại rất nhiều đồ, các loại đồ sập thờ lộc bình rồi thì án gian tủ áo các loại ví dụ nhé. Sẽ trực tiếp đến cơ sở thì sẽ tốt hơn ví dụ nhé, để mình được xem thực tế sản phẩm và tự tay mình ưng ý và sẽ ký duyệt. Và thì sau đó tôi sẽ hoàn thiện tiếp. Và cơ sở là hiện tại là rất nhiều sập vụ, sập hương các loại cũng như là lộc bình. Còn ảnh cơ sở em rất đây, bên ngoài nó cũng mít mít rồi là đồ thờ đó. Thì xin chào mọi người nhé, ai có nhu cầu và sẽ yêu thích cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám thì sẽ xin đăng ký kênh nhé, để được cập nhật hàng ngày những thông tin mới nhất và những sản phẩm mới nhất của cơ sở ra đời nhé. Xin cảm ơn nhé.